Thoát vị đĩa đệm là một trong những căn bệnh xương khớp phổ biến nhất ở Việt Nam, với gần 20% số người mắc. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm do lão hóa, lao động nặng nhọc quá sức, ngồi làm việc lâu ở một tư thế ít vận động khiến đĩa đệm bị tổn thương, gây đau nhức vai gáy, cột sống vùng thắt lưng, nguy cơ cao dẫn đến bại liệt, tàn phế suốt đời, trăn trở vì sức khỏe của người Việt. Lương y Nguyễn Công Sáu và lương y Lê Thị Hải của nhà thuốc Hải Sáu đã dày công phát triển một phương thuốc. Xin chào quý vị, tôi là Nguyễn Công Sáu, chủ nhà thuốc Đông y Gia Truyền Hải Sáu. Dựa trên sự kết hợp y học cổ truyền phương Đông và bí quyết gia truyền năm đời của tổ tiên để lại, nhà thuốc chúng tôi đã phát triển thành công bài thuốc trị cốt tán, đặc trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Trị cốt tán sử dụng 100% nguyên liệu thảo dược thiên nhiên nên tuyệt đối an toàn và lành tính, không gây bất kỳ tác dụng phụ nào. Sơ chế dược liệu để loại bỏ bụi bẩn, tạp chất. Dược liệu được kê đúng lượng để đảm bảo tác dụng tối ưu. Sao thuốc trong khoảng 10 đến 15 phút. Thuốc được nghiền thành bột mịn. Trong mỗi gói sản phẩm luôn bao gồm gói thuốc chườm, gói thuốc uống, khăn chườm và hướng dẫn sử dụng. Trị cốt tán là liệu trình điều trị chuyên sâu kết hợp cùng lúc hai dạng thuốc uống và thuốc chườm theo nguyên lý trong ẩm ngoài đồ, giúp hồi phục các tế bào bị thoát vị, kích thích tái tạo bao sơ, phục hồi cùng lúc sụn khớp và xương dưới sụn, chữa thoát vị đĩa đệm hiệu quả tận gốc, không để lại bất kỳ di chứng và rủi ro như khi phẫu thuật. Tôi bị cái bệnh thoát vị đĩa đệm mà tương đối là lâu. Thế tôi về có thời kỳ tôi cần phải bò bằng hai tay, đi không đi nổi và ngồi tại trận, ngồi tại chỗ đấy, rất là nhiều năm. Nhiều khi tôi cho rằng mình phải chấp nhận số phận. Và tôi đến nhà thuốc Hải Sáu này để chữa thì tôi thấy rằng là nó có cái hiệu quả rất là tốt, cái hiệu quả tới 80%. Mình là lao động chính của gia đình nên mọi công việc phải gánh vác. Những cơn đau do thoát vị đĩa đệm khiến cho cuộc sống của mình ảnh hưởng rất lớn. Công việc suy giảm và tâm lý hai vợ chồng rất nặng nề. Từ khi biết đến trị cốt tán kết hợp trong uống ngoài chườm, những cơn đau đã bắt đầu giảm dần và cuộc sống của mình đã trở về quỹ đạo bình thường. Lúc bị bệnh, lưng của cô rất là đau, đau đến mức độ cô không thể đi lại được. Các con luôn luôn phải ở bên cạnh để chăm sóc cô. Sau khi cô dùng 3 liệu trình trị cốt tán, sức khỏe của cô được hồi phục rất là nhiều. Cô đi lại rất là dễ dàng, các con cô rất là yên tâm. Hiệu quả điều trị của trị cốt tán đã được chứng minh và công nhận bởi bệnh nhân ở khắp nơi trên đất nước, cùng các chuyên gia trong ngành với những giải thưởng chứng nhận chân quý. Trị cốt tán, hãy đến ngay nhà thuốc Hải Sáu hoặc liên hệ theo số điện thoại 0961 666 383 để được tư vấn miễn phí.